con là Phạm Thị Hoa, con 52 tuổi, con người Thái Bình, con lại người ngoại đạo cha. Rồi lại một người ngoại đạo nữa lên làm chứng cho ra một tràng pháo tay thưa anh chị em. Là con gốc là đạo gì? Dạ con đạo Phật. Đại, đạo Phật, vâng. Rồi con là một người đạo Phật, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho cộng đoàn? Con được ơn Chúa chữa lành cho con bị ung thư vú. Bị ung thư vú ạ. Tháng 1 mùng 1 tháng 5 năm ngoái thì con có chị cho con tin nhắn của cha, con gửi tin nhắn vào cho cha và cha nhận đời. Cha cầu nguyện cho con thì tháng 8 con vào nhưng mà con không được lên làm Chúa cho cha. Năm nay con lại vào. Vâng. Tháng 8 chị chưa được làm Chúa cho cha. Hôm nay thì chị vô để chị làm gì? Dạ con rất sung sướng là nay được con lên con làm chứng cho cha, cho Chúa. Vâng, Chúa đã chữa lành cho con. Con khỏi bệnh và con đã được ra viện ạ. Còn một ơn nữa là con trai con năm nay là 30 tuổi. Con trai con bị bệnh trầm cảm 12 năm mà năm ngoái con vào con viết giấy con khấn nguyện thì con trai con chịu xó khó nghe đài và đỡ được 80% ạ. Con xin cha và cộng đoàn này tiếp tục cầu nguyện cho con của con và con và gia đình con luôn được khỏe mạnh và đầm ấm hạnh phúc bên nhau ạ. Con rất là sung sướng ạ. Thưa anh chị em, chúng ta đang lễ kính thánh Giuse là bổn mạng các gia trưởng và lời cầu nguyện của chị đúng với ngày lễ hôm nay là xin cho gia đình con được đầm ấm mạnh khỏe hạnh phúc bên nhau. Đó là cái mơ ước của rất nhiều gia đình ngày hôm nay. Chỉ được cần là mạnh khỏe, đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Có khi được mạnh khỏe mà không đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Vì mạnh khỏe thì ông ấy khỏe, ông ấy đi đường của ông ấy. Bà ấy khỏe, bà ấy đi đường của bà. Ông ăn chả thì bà đi ăn nèm. Đấy, mạnh khỏe cả đấy, đúng không? Rồi có khi đầm ấm, hạnh phúc bên nhau nhưng mà không mạnh khỏe thì cũng khó mà có thể hạnh phúc. Bây giờ thử tưởng tượng ông ấy thì bại liệt, còn bà ấy thì bị tai biến, có được hạnh phúc bên nhau nổi không? Khó lắm nếu không được mạnh khỏe. Cho nên cái mạnh khỏe là cái điều rất cần, một trong yếu tố làm cho gia đình mình được hạnh phúc. Và anh chị em thấy là mình đến đây nếu mà có một người nhà bị bệnh thì nó ảnh hưởng đến cả những người khác, đúng không? Tôi thấy hình ảnh nãy giờ tôi thấy ít nhất là hai, là cả gia đình 6 người khênh một cái người bệnh và trong đó có một cái bình thở oxy đến đây để xin cầu nguyện. Rồi chỗ khác là một gia đình có mấy người con khênh người mẹ lên bị tai biến. Đó, thì những cái hình ảnh đó chúng ta thấy là gia đình cần phải có được những người trong gia đình mạnh khỏe. Và chính vì cần đến mạnh khỏe như vậy mà anh chị em mới đến đây để mà xin khấn cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng cho con hôm nay món quà Kinh Thánh Giuse nha. Dù con ngoại đạo, con cha vẫn gửi tặng con có thích không? Dạ có thích ạ. Con muốn theo đạo không? Dạ có. Dạ thưa có. Vâng. Dạ con xin cha và cộng đồng là cầu nguyện cho em rể con là Hoàng Tiến Dũng. Giờ cũng vào đây nhưng mà vì ốm chưa được ạ. Rồi, thưa anh chị em, đấy, họ biết rằng là có bệnh thì phải vái tứ phương. Mà một cái phương duy nhất có thể chữa được tứ phương lung tung cả, có một phương duy nhất là phương lòng thương xót. Xin một chỗ, chỉ cần một chỗ trong lòng thương xót thì ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tất cả mọi cái Chúa đều làm chủ được tất cả và Chúa có thể điều khiển được hết tất cả. Cha tặng con một cái CD nhật ký lòng thương xót với chủ đề đó là các bài giảng về lòng các thánh và lòng thương xót. Chúa chúc lành cho con nhé. Đây, cháu con đây đây con. Đây.